Hello các em, my name is Jomar and today I will teach you guys two lessons. They all are very cool. Before we jump into our lesson, let's do prayer. Nhân nhân cha và con và thánh thần, Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Alright, now we start with the first lesson. Let's do it. Right now we will go through our song lyric and I will sing once first and you guys practice afterward. Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui cười, luôn ngoan ngoãn sống đời âu như nguyện bền chí theo gương Chúa Giêsu tuổi thơ. Dưới bóng cờ em mang Chúa cho tuổi âu thơ. Easy, right? So now we will practice together line by line. I will sing first and you guys repeat the line I just sang before, okay? Alright, 3, 2, 1. Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi. Now your turn. Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi. One more time. Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi. Next one. Luôn vui cười, luôn ngoan ngoãn sống đời âu nhi. One more time. Luôn vui cười, luôn ngoan ngoãn sống đời âu nhi. Next one. Nguyện bền chí theo gương Chúa Giêsu tuổi thơ. One more time. Nguyện bền chí theo gương Chúa Giêsu tuổi thơ. Last one. Dưới bóng cờ em mang Chúa cho tuổi âu thơ. The entire song. Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui cười, luôn ngoan ngoãn sống đời âu nhi. Nguyện bền chí theo gương Chúa Giêsu tuổi thơ. Dưới bóng cờ em mang Chúa cho tuổi âu thơ. One more time. Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui cười, luôn ngoan ngoãn sống đời âu nhi. Nguyện bền chí theo gương Chúa Giêsu tuổi thơ. Dưới bóng cờ em mang Chúa cho tuổi âu thơ. One more time. Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui cười, luôn ngoan ngoãn sống đời âu nhi. Nguyện bền chí theo gương Chúa Giêsu tuổi thơ. Dưới bóng cờ em mang Chúa cho tuổi âu thơ. Alright, you guys very awesome. So the next lesson we will learn together is how to find the reading inside Missoret or Bible. Let's move on. What is a Missoret or Bible? Missoret or Bible is the book of God that tells us about God and how much God loves us. Missoret or Bible was wrote by many saints or evangelists who was light and blessed by Holy Spirit. Wow. How to find the reading inside Missoret? And what are we based on to find the reading out? I can tell you. So easy. You just need to look for the date you want. For example, September 27.
And you guys need to turn to the page at step 27. Then you will got first reading, a second, 18 colon 25 dash 28. Second reading, fill 2 colon 1 dash 11. And the gospel, Matthew 21 colon 28 dash 32. So how about Bible? How to find the reading inside Bible? It's a little bit complicated, but I know you guys 100% can do it. So let's move on. With the Bible, what are we based on to find the reading out? The first thing you need to base on is the abbreviation book noun. What is that? If you guys see JN, it means according to John. Sounds similar? Next one. How about LK? It means according to Luke. Easy, right? The second thing we need to base on is the chapter number. The chapter number supposed to be behind the abbreviation book name. Take a look. JN 20 is mean according to John chapter 20. LK 24 is mean according to Luke chapter 24. So, and the last thing we will base on is the number of sentences. Take a look. JN 20 colon 19-31. What does it mean? It means according to John chapter 20 and from sentence 19 to sentence 31. One more time. LK 24 column 1-12. It means according to Luke chapter 24 and from sentence 1 to sentence 12. Now, we will take one more example, and this one you guys will do by yourself. I'll give you this one, and now you guys can pause the video and you guys have 5 seconds to find it by yourself. 5, 4, 3, 2, and 1. Let's do it. First thing we need to base on empty. What's empty? Empty is mean Matthew, according Matthew. So the next thing is number 2. The number 2 is chapter 2 or chapter 2. And the last thing, 3-6, is mean sentence 3-6. And you guys will got this one. Easy, right? Very easy. And that is everything for today. I hope you guys did enjoy this video, and please remember practice, sing Ông Nhị Cạp, and try to find the reading inside Bible and mystery by yourself, okay? And before ending, let's do prayer. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. And one more time, I appreciate you guys and have a good week.